Chào các bạn nha Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Để có thể bật được số người theo dõi Ở trang Facebook cá nhân Cũng như là chúng ta sẽ hiển thị được cái số người theo dõi của chúng ta Ở trên trang Facebook cá nhân nha Thì ở đây Mình đã bật được cái số người theo dõi trên trang Facebook cá nhân của mình Đó Ở đây nó có một cái dòng nó là có 290 người đang theo dõi bạn Thì cái việc bật cái số người theo dõi trang Facebook cá nhân này Nó giúp cho các bạn biết được là có bao nhiêu người đang theo dõi mình cũng như những cái bạn mà có nhiều người theo dõi thì có thể là tiện trong cái việc là chúng ta có thể là bán hàng online trên facebook cá nhân và không dài dòng nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách để có thể bật được số người theo dõi trên trang facebook cá nhân nha bắt đầu nào Đầu tiên để bật được số người theo dõi thì các bạn truy cập vào cho mình ứng dụng Facebook. Ở trong ứng dụng Facebook này các bạn chọn cho mình phần menu là cái dấu gạch ba chấm ở đây. Đối với iPhone còn thiết bị Android thì nó sẽ nằm ở phía trên này. Các bạn chọn cho mình vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó chọn cài đặt. Ở trong phần cài đặt các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục đó là người theo dõi và nội dung công khai. Các bạn chọn vào. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều cái mục như thế này thì các bạn lưu ý là tất cả những cái mục này chúng ta sẽ chọn vào cái phần nó là công khai ai có thể xem được ai có thể theo dõi được trên dòng thời gian của bạn chúng ta chọn vào công khai bình luận về bài viết công khai chúng ta cũng chọn hết vào công khai và cái phần thông báo về bài viết công khai thì chúng ta chọn vào mọi người và cái phần là thông tin cá nhân công khai thì chúng ta cũng chọn vào công khai. Cái việc chúng ta chọn vào công khai như thế này thì để nhằm giúp cho là cái tài khoản của chúng ta nó có thể hiện được cái số người theo dõi và cũng như là bạn bè của chúng ta cũng có thể xem được cái phần đấy. Rồi, sau đó chúng ta trở lại và truy cập vào trang Facebook cá nhân. Thì lúc này ở trong trang Facebook cá nhân của chúng ta vẫn chưa hiện cái số người theo dõi ở đây. Thì các bạn làm tiếp cho mình thêm một cái bước nữa. Đó là chúng ta truy cập vào cái phần chỉnh sửa trang thông tin cá nhân ở trong cái phần chỉnh sửa trong thông tin cá nhân thì chúng ta kéo đến cái phần chỉnh sửa ở trong cái phần chi tiết này thì chúng ta sẽ chọn vào cho mình cái phần chỉnh sửa và chúng ta chọn thêm một cái dòng cuối cùng đó là người theo dõi ở đây chúng ta tích xanh vào và nhấn vào lưu và như vậy là số người theo dõi của chúng ta đã được hiện ở trên trang thông tin cá nhân và chúng ta chỉ cần thoát trở ra và trang thông tin cá nhân của chúng ta đã có hiển thị số người theo dõi và như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một cách để có thể bật được cái số người theo dõi ở trên trang facebook cá nhân nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên nhấn cho mình một nút like và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau